Xin chào tất cả mọi người, chào mừng các bạn đã trở lại với channel của Xem Nhà Online Review Nhà Đất Chính Chủ không qua trung gian. Thì hôm nay Thắng sẽ giới thiệu cho các bạn một căn nhà nó giống như là biệt thự mini nằm ở đường Nguyễn Quang Quỳ, quận 7 nha. Thì bây giờ là không mất thời gian của mọi người nữa, Thắng sẽ quay từng ngóc ngách bên trong căn nhà, hướng dẫn đường vào và quay đường trước nhà. Và trong video á là Thắng sẽ up số chủ nhà và số điện thoại chủ cho mọi người cùng xem luôn nha. Thì không mất thời gian của mọi người nữa, chúng ta đi thôi. Và đây là nhân vật chính của chúng ta ngày hôm nay nè mọi người. Đó, cái nhà giống như cái biệt thự mini này nè, rất là đẹp nha. Thì nhà có cái địa chỉ là 88/87A đường Nguyễn Văn Quỳ, phường Phú Thuận, quận 7 nha. Thì đây là cái đường trước nhà nè mọi người. Đó là đường này là rất là rộng rãi luôn, xe hơi có thể vô được nha, nhưng mà chỉ đi được khoảng một chiếc thôi. Đó, mình sẽ cố gắng quay thật chậm cho mọi người xem nha. Thì như mọi người thấy nè, là các mép nhà đó là không hề có động rêu, thì chứng tỏ rằng là cái khu này không hề ngập nha mọi người, cũng không hề có một dụng nước nào luôn. Đó, đây là cái đường trước nhà. Thì bây giờ là mình sẽ vô bên trong, mình quay bên trong cho mọi người cùng xem nha. Giờ mình qua cái rào này nha. Hiện tại thì Thắng đang đứng bên trong ngôi nhà nè mọi người. Đó, nhà mình có một cái bề ngang rất là lớn nha, đó là bề ngang 4,5m, bề dài là 12,3m. Đó, nhà kết cấu là tới 4 tầng luôn nha. Thì cái nhà mình là có tông chủ đạo là màu trắng, đó, trần là có đổ la phong nha. Thì bây giờ là mình sẽ đi vô bên trong mình quay cho mọi người coi. Thì do nhà có bề ngang khá là lớn cho nên chúng ta có thể để xe rất là thoải mái. Cái khu bên này chúng ta có thể để được tới 5-6 chiếc xe luôn nha. Đó, và bây giờ là mình sẽ đi xuống phía dưới cho mọi người coi. Cầu thang á là để ở gần khúc cuối cho nên là khiến cho nhà có nhìn một cái diện tích rất là rộng. Đây là cầu thang nằm ở gần cái cuối nè. Đó nên là cái khu vực mà phòng khách với lại phòng bếp á rất là rộng. Đây khu vực phòng bếp nè mọi người. Đó. Bếp thì là nằm ở sau cầu thang và thiết kế theo kiểu chữ L, đá đổ đá hoa cương nha. Và ở cuối nhà đó thì là toilet. Đây là cái khu vực toilet nè mọi người. Thắng sẽ cố gắng quay thật chậm để cho mọi người không bị chóng mặt nha. Đó. Toilet cũng rất là rộng nha. Thì bây giờ là mình cùng nhìn lại một vòng từ dưới nhà lên. Đây là khu vực bếp và toàn bộ xung quanh khu vực nhà. Đó, nhà thiết kế rất là rộng nha. Thì bây giờ là mình sẽ đi tiếp lên lầu 1 để quay nha mọi người. Rồi bây giờ là Thắng sẽ lên tiếp khu vực trên lầu nha mọi người. Thì cầu thang á, là dạng chúng ta là bằng đá, còn tay vịn thì là bằng gỗ. Thì nhà có một cái diện tích rất là lớn cho nên là phân làm hai phòng. Thì mình sẽ xin phép quay cái phòng ở bên phải trước. Đây là cái phòng mặt tiền của chúng ta nè mọi người. Đó, đây là cái phòng mặt tiền của chúng ta, rất là rộng luôn. Ở đây là có thể để được một cái giường, tủ quần áo, nói chung là để được rất nhiều đồ nha. Thì bây giờ là Thắng sẽ đi ra quay cái khu vực ban công cho mọi người cùng xem. Đây là cái khu vực ban công mọi người. Ở đây là cái view trước nhà của chúng ta nè. Đó, sớm mình rất là yên tĩnh luôn nha mọi người. Rồi bây giờ là Thắng sẽ quay tiếp qua cái xung quanh phòng và cái phòng còn lại nha. Đó, đây là khu vực xung quanh phòng nè. Thì bây giờ mình xin phép quay tiếp cái phòng còn lại nha mọi người. Thì ở giữa hai phòng á là chúng ta có một cái toilet. Đó, đây là khu vực toilet nè mọi người. Toilet dạng đổ ngang á và toilet rất là rộng luôn nha. Rồi, bây giờ là mình sẽ quay tiếp vô cái phòng còn lại nha mọi người. Phòng này tuy rằng là có nhỏ hơn cái phòng ở đằng trước, nhưng mà là so với mặt bằng chung nó vẫn khá là rộng. Trong đây chúng ta có thể để được một cái giường, một cái tủ và thêm một bộ máy tính gì đó. Nói chung là để được rất nhiều đồ. Đó, bây giờ mình sẽ đi vào góc và mình quay sơ lại hết toàn bộ khu vực của lầu 1 cho mọi người xem nha. Đây. Ở phía trên đây là chúng ta có một cái lỗ thông hơi cửa sổ nè, và có sẵn đường dây điện để mà gắn máy lạnh luôn nha mọi người. Nếu ai cần gắn máy lạnh thì đã có sẵn đường dây điện rồi. Đó, đây là cái khu vực phòng ở phía bên trái. Rồi là đây là ra hành lang, là chúng ta sẽ có cái toilet và cái phòng bên kia. Rồi bây giờ Thắng sẽ đi tiếp lên khu vực lầu 2 nữa nha mọi người. Rồi bây giờ là Thắng sẽ lên quay tiếp hai cái phòng ở lầu trên nha mọi người. Đó. Thì nói chung là cái kiểu mà kết cấu là cũng khá giống nhau,
nhưng mà hai phòng này á, là thiết kế nhìn đẹp hơn đó. Nhưng mà cái view của chúng ta đó nhìn ra bên ngoài nè cũng cao hơn rất nhiều luôn nha. Đây, đây là cái view ta nhìn ra bên ngoài nè. Đó, view chúng ta phóng ra nhìn rất là thoáng luôn nha mọi người. Rồi bây giờ là Thắng sẽ đi lại vô phòng quay cho mọi người xem xung quanh phòng nha. Đó, đây là cái khu vực xung quanh phòng nè. Phòng thiết kế rất là rộng nha. Có thể là tha hồ để đồ luôn. Thì nó hình như là lầu 2 á, là kết cấu khá giống lầu 1, cũng có toilet ở giữa và có một phòng bên đây. Đó, thì theo như là mình thấy là kết cấu là giống nhau, nhưng mà là cách thiết kế của lầu 2 thì đẹp hơn lầu 1 nha. Rồi bây giờ là mình sẽ đi tiếp lên lầu trên nữa nha mọi người. Rồi bây giờ là mình sẽ đi tiếp lên lầu trên nữa nha mọi người. Thì ở giữa nhà chúng ta đó là có một cái giếng trời rất là lớn nè. Là cái chỗ này á, là dạng mà cái tầng trên là đúc á, chúng ta có thể để được nóng, lạnh, máy năng lượng mặt trời hay là để bất cứ thứ gì ở trên cho nó không bị mất đi thẩm mỹ của ngôi nhà. Thì bây giờ đó là ở trên cũng phân ra làm hai khu vực phòng luôn, và có cái khu chừa khu sân thượng luôn. Thì hắn sẽ quay cái khu bên phải trước. Thì cái chỗ này á là chủ nhà hiện để làm kho đó, như mọi người thấy không, cái kho cũng rất là rộng nha. Đó, thì bây giờ là Thắng sẽ đi ra cái sân thượng ở ngoài đây quay cho mọi người coi nha. Rồi, đây là cái khu vực mà dùng để phơi đồ nè mọi người, và cũng có thể trồng cây. Trên đây còn có để thêm một cái máy giặt nữa nè. Đó, nói chung là cái khu vực trên đây là khá là rộng. Và ở trên đây là cái chỗ mà hồi nãy Thắng có chỉ cho mọi người coi đó, là để cục nóng cục lạnh ở trên đó đó. Thì bây giờ Thắng sẽ đi lên quay cho mọi người cùng xem luôn nha. Đó, đây là cái khu vực ở trên đây nè mọi người. Cái khu vực mà hồi nãy chúng ta thấy cái giếng trời đó, không để máy nước nóng, năng lượng mặt trời hay là cục nóng cục lạnh trên đây, nhìn rất là đẹp nha. Nói chung là sẽ không có làm mất mỹ quan của ngôi nhà. Rồi bây giờ mình đi tiếp qua phòng còn lại nha mọi người. Rồi bây giờ là mình sẽ đi tiếp qua phòng còn lại nha mọi người. Thì cũng ở giữa là một cái toilet. Đó, cái toilet cũng giống như hai lầu dưới thôi. Chỗ này chúng ta để máy giặt. Còn phía bên đây là cái phòng rộng, bên đây là sẽ dùng làm phòng thờ. Thì mình xin phép là mình sẽ quay ở bên phải và dưới đất thôi, không quay chúng bàn thờ nha. Đây là cái diện tích của cái phòng nè mọi người. Hiện tại thì Thắng đang đứng ngay mặt tiền đường Nguyễn Văn Quỳ nè mọi người. Đó, đi lên cái chỗ đó là cầu Phú Mỹ, để đi qua bên quận 2 nha mọi người. Còn đi qua cái đây á, đi thẳng ra đó là chúng ta sẽ tới ngay mặt tiền đường Quỳnh Tấn Phát nha. Thì hiện giờ là mình đang đứng ở hẻm 88 Nguyễn Văn Quỳ nè. Mình sẽ đi vô trong mình quay cái đường vào cho mọi người nha. Và bây giờ là Thắng bắt đầu chạy vô hướng dẫn đường vào cho mọi người nha. Cái đường này là xe hơi vô thoải mái nha mọi người. Là hồi nãy là khi Thắng quay là có một chiếc xe hơi 12 chỗ là vô đây thoải mái nha. Thì đi tới ngã ba hôm nay chúng ta sẽ quẹo qua khúc này nè. Và trong đây là như mọi người thấy á, là có nói chung là hẻm nhưng mà có đầy đủ các tiện ích như là chợ ha, hay là tiệm tóc này nọ, spa rất là nhiều nha. Ở trong đây là nói chung là khu trong đây rất là an ninh. Và đường á, như mọi người thấy không, đường nâng cao không ngập nước. Dạng nhà trong đây là cũng xây được dạng nhà cao tầng hết nha mọi người. Xin lỗi mọi người nha, đang quay á thì là mình có cuộc gọi cho nên giờ phải quay lại nè. Thì bây giờ là chúng ta sẽ đi thẳng vô thêm một tí xíu nữa. Đó, thì hiện tại á, là Thắng đang đi là lúc khoảng chừng 3-4 giờ trưa. À, như mọi người thấy không, vẫn rất là yên tĩnh nha. Khu vực nhà ở đây rất yên tĩnh. Đa số nhà trong đây á, là dạng xây nhà cao tầng không nè. Đó, căn hộ dịch vụ hay là dạng văn phòng công ty cũng rất là nhiều nha mọi người. Và đường cũng khá là rộng luôn. Đó, và từ đây á, là chúng ta có thể đi ra được các quận trung tâm như là quận 4, quận nhất gì cũng rất là gần nha. Thì bây giờ đi lên tí xíu nè. Đây là căn nhà mà hôm nay chúng ta sẽ quay nè mọi người. Thì vừa rồi là Thắng đã dẫn các bạn đi tham quan hết toàn bộ ngôi nhà rồi, và cũng có quay hướng dẫn đường vào và đường trước nhà rồi nha. Thì nhà mình có một cái diện tích bề ngang là 4,5m, bề dài là 12,3m. Nhà kết cấu tổng cộng là 4 tầng và mỗi tầng là đều có 2 phòng và 1 toilet. Đó, thì cái giá đang hiện tại đang kêu là giá là 6,8 và cái giá này nói chung là chỉ còn bớt lọc thôi. Tại hiện tại là đang có một số đầu tư mà chuyên mua đi bán lại ở khu vực này là đã trả 6,5 rồi.
đó, cho nên là cái chủ nhà chỉ bớt lọc được thêm một tí xíu thôi. Thì ở bên một trong hai góc bên đây nè, Thắng sẽ up cái hình sổ lên cho mọi người cùng xem, và ở trên góc á là Thắng sẽ có gắn số điện thoại của chị chủ nhà, đó là chị Cát Thi. Mọi người cứ liên hệ trực tiếp với chị ấy nha. Thôi thì video xin phép kết thúc tại đây. Nếu như mọi người cảm thấy hay, cho mình xin một like, một share và một subscribe, mình có động lực mình sẽ review thêm thật nhiều căn nữa cho mọi người. Hẹn gặp mọi người ở video sau. Bye bye mọi người.